Ủa anh em ơi, tôi vừa tìm cho con game này, nó quảng cáo trên TikTok, tôi thấy mấy lần rồi. Nè, nhìn nó chơi ngu tôi tức thật anh em ạ. Con game này nó có tên là Go In Bones nhá. Mà thực sự mình thấy những con game quảng cáo như thế này thường không tin lắm, nhưng mà tôi nhìn nó chơi ngu quá, tôi bực anh em ạ. Cho nên thôi để tôi tải về tôi chơi thử cho anh em coi nhá. Đấy, chơi có ngu không cơ chứ. Rồi, thì cái đầu tiên mình cũng phải cho anh em coi thật luôn là thực tế con game này trên App Store hay là Play Store gì đó thì mình không có ở đây. Nhưng mà trên App Store thì để coi con game này được đánh giá như thế nào nha. Thì ở đây mình có thể thấy ngay là 4,6 sao. Nghĩa là cũng tốt đấy. Cơ bản là quảng cáo thì mình thấy đánh giá thực tế của người dùng như này thì vẫn khá là ok. Game này thì dành cho lứa tuổi 9 tuổi trở lên nha. Bảng xếp hạng con này là 30. Ui, hồi sáng mình tải con game này là nó chỉ đâu đó khoảng tầm 34 thôi. Nhưng mà bây giờ nó đã lên bảng xếp hạng là 30 rồi anh em ạ. Được đó giờ. Như vậy là về cái độ uy tín thì vẫn thấy là cứ gọi là ok. Rồi mình sẽ xem đánh giá thực tế của người dùng như thế nào. Thì 5 sao được nè. Được luôn nè, 5 sao nè. Bảo sao mình thấy game được hỗ trợ kiểu mọi người khen thế. Game chơi chán 1 sao. Ờ kìa, sao lại 2 sao rồi. Sao lại 1 sao anh em. Game như loài. Thôi không đọc comment nữa anh em nha. Thì thực tế ra là mình đã chơi con game này được khoảng 10 phút. Và mình sẽ nhận ra một điều là con game này ở những level đầu lên rất nhanh. Thật sự luôn, level đầu lên rất nhanh. Rồi, thì một cái điểm nữa mà mình nhận ra khi mà chơi con game này đó chính là anh em sẽ nên tách cái gì đấy. Anh em sẽ nên tách cho mình đó chính là Wi-Fi và 4G đi. Bởi vì quảng cáo ấy đẹp, thực sự con game này quảng cáo khó chịu lắm. Rồi, thì em sẽ thấy là cái lối chơi của nó đơn giản lắm. Đó, anh em chỉ việc thấy quả banh lăn như thế này đúng không? Gameplay của nó anh em chỉ việc vuốt. Đó, anh em vuốt như thế này. Cái này cho tôi hướng dẫn thôi, chứ thực tế tôi chơi nó khác anh em ạ. Đấy, anh em chỉ vuốt ngón tay như thế này đó để nó di chuyển, và anh em sẽ vuốt tay qua vuốt tay lại thì nó sẽ chuyển bóng trái phải. Đây mình sẽ lấy cho anh em coi nè, đây tôi chơi nghiêm túc nè. Đấy, cái này anh em sẽ thấy là mình đã lên level 15 nha. Đó, ok. Tôi phải công nhận là game này độ uy tín của nó tốt. Thực tế đấy, nói chung là mình thấy khá là giống ở trên thật đâu không phải khá giống mà mình thấy nó rất giống so với những gì mà mình coi trên TikTok anh em ạ. Rồi, ok. Lên. Ôi, công nhận anh em nào mà kiểu hơi có chứng sợ độ cao á, mình thấy chơi con game này cũng hơi có vẻ sợ sợ anh em ạ. Và anh em thấy cái thanh trên thanh level 15 này, anh em thấy không? Cái đó là mức thời gian đấy anh em ạ. Anh em phải cố gắng chạy về đích trước cái thời gian này nha. Ôi. Còn đúng một tí thời gian, thật sự là do tôi vừa chơi vừa nói thôi. Chứ tôi mà không nói, chia sẻ là nãy giờ tôi chơi nghiêm túc ấy. Đây mình cũng sẽ có những cái thẻ bài, thì trong này mình sẽ có thể chơi nhanh được những cái map nhanh để mình có thể gọi là lấy thêm điểm để anh em mua banh mới. Ui cái gì đấy, ui tôi đùa với người khác cái đấy bạn. Ui sồi, chúng mày nên coi lại nha, coi đây ai vớ vẩn đâu ai à. Đấy cái này anh em chơi phải vuốt nhiều vào, vuốt nhiều vào. Thằng kia top 1 rồi héo. Và thật sự có cái tiếng con game này á, nó rất là thật nhá. Cảm giác giống như anh em lăn một cái viên bi ở trên sàn gỗ ấy, thì cái tiếng của nó mang lại mình thấy nó rất là thật luôn. Về mặt âm thanh thì thật sự mình thấy là con game này cũng khá là tốt. Nó mang lại một cái tính giải trí khá là tốt. Và thật sự con game này nó không phải là một con game quá là hardcore đâu. Anh em chơi đơn giản thôi. Và con game này mình thấy kiểu rất là phù hợp trong cái dịp Tết sắp tới, anh em ngồi chờ lì xì hay là kiểu anh em ngồi chơi, anh em để con game này chơi giải trí nhẹ nhàng cũng khá là ok. Rồi như anh em thấy ở đây sẽ có một chút về cái giao diện, mình sẽ nói nhanh. Thì đây mình sẽ có vàng, mình đã chơi được lên tầm level mười mấy là mình sẽ nhận được từng này vàng nhá. Thì mình sẽ bấm vào phần bôn này, đi mua sắm tí anh em nhỉ. Ui quả táo bánh dở rồi, Apple à. Đấy, những cái quả bóng này thì mình thấy nó khá là rẻ thôi, không có gì đắt đỏ cả. Ê anh em ạ, thực tế phết nhờ. Lên dốc mà nó lăn chậm hơn đấy, nhưng mà thả dốc thì nó cũng nhanh. Rồi ok. Trời ơi, map này quá đơn giản này nè mà, không có gì làm khó được tôi cả. Rồi, đó, cứ mỗi lần anh em xong anh em sẽ nhận được vàng như thế này và bấm no thanks, thật ra mình cũng chẳng muốn còn quảng cáo đâu. Cái gì đây? Đấy, anh em nhìn chơi đơn giản đấy thôi chứ thực tế không phải đơn giản đâu. Anh em còn bị áp lực về mặt thời gian nữa nha, anh em nhìn cái thanh thời gian ở trên kìa. Đấy, cái thanh level 15 ấy, 15, 16 gì đó, nó đang chạy thời gian đấy. Nào! Rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh. Lên. Rất bực mình nhá, chết cha rồi, tôi còn có đúng một mạng nữa thôi anh em ạ. Nào, bình tĩnh. Mạng cuối. Quá. Đó, thì chung mình đánh giá thật sự con game này là một con game kiểu nó chơi về chỉ khá là đơn giản. Và cái tính thực tế của nó sau cái quảng cáo thì mình thấy là nó rất là tốt. Nó mang cái tính thực tế giống 100%. Thì nói chung tôi thấy con game này chơi cũng được, dễ dễ. Con game này nói chung thì mình thấy đơn giản, chơi cuốn. Và thực sự nếu anh em chơi trong cái dịp Tết sắp tới, kiểu ngồi chán không có gì làm để ra chơi vút vút mấy cái thì mình thấy cũng khá là ok, đúng không? Anh em thấy sao về con game này? Go In Bones, một con game mà mình thấy nếu so với quảng cáo thì thực tế của nó đạt gần như là 100%, giống y hệt. Cách chơi các thứ thì mọi thứ nó đều cuốn y chang mà mình coi cái clip quảng cáo trên TikTok luôn. Anh em thấy sao về con game này? Để phần bình luận phía dưới video nha. Và các bạn đừng quên nhấn like, share, subscribe cho kênh Z. Mình là Cả Tổng. Hẹn gặp lại anh em trên những video tiếp theo. Còn vài ngày nữa thôi là Tết rồi.